chết của tôi xuống địa ngục rồi về bá chủ. Tôi sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng. Cút. Học về. Gì là nó hình tráng ấy nhỉ? Tạc mạng ấy. Ờ. Phải. Tôi sẽ thiêu đốt cả cái địa ngục này. Sức mạnh của lửa luôn. Tôi đã sẵn sàng thiêu đốt cái địa ngục này. Tôi thích cười bạn. Cho không bị tim bóp. Xuống địa ngục rồi, tôi là bá chủ rồi. Ôi đầu con hết này. À. Vâng. Này chắc gì không biết. Ô, một đống kìa. Tín. Tôi sẽ thiêu đốt cả cái địa ngục. Yêu. Tàn nát hết luôn. Yêu. Đây ông ơi, đây, chúng ta đây đường mới này. Đường nào là đường mới hết, chết luôn rồi. Ô, vãi lù. Chết đờ bị nhốt trong này luôn. Vâng. Hai. Dưới này đã đủ nóng rồi, thằng kia còn phút lửa nữa. Thế tôi bảo tôi sẽ thiêu đốt cả cái địa ngục này mà. Sau nhé, lần sau sáng lên nhé. Cái này không phải địa ngục đâu, nó chỉ gọi là kiểu là làm trò đấy, đặt tên là địa ngục ấy, thành địa ngục thôi. Đúng nhận, kiểu đây là kiểu công viên giải trí. Không mừng làm gì kia đấy kìa. Các bạn. Giáp kìa. Vãi. Vãi cả lũ không quần. Mẹ kiếp. Mẹ ông mất còn tí giáp mà xong rồi mình thì mất một cục. Tôi đã suy nghĩ rồi, vãi nồi. Cũng phải suy nghĩ lần thật. Tôi không muốn cái sự tranh giành ở đây. À, thử xem ông Minh nhảy dưới đây em. Ông Minh nhảy xuống đây đi. Không nhảy được thì phải. Ông là thử thần mà nhảy xuống cho mình chết được. Đây tôi đốt cho nó nóng hơn thôi. Thấy cái map này đổi, phải đổi hết nhân vật thì cũng chết. Còn lợn quần, gà, con gà. Mồm ra luôn. Ơ, lấy cái giáp này. Ơ, bãi. Ở đâu? Ở đâu? Thế ai? Vâng. Trên đơ. Đi theo mình mọi lúc mọi nơi rồi. Công nhận, không hiểu sao nó lại đi theo được rồi đấy. Rồi bản 2 ít ra nó là cái máy nó còn hợp lý. Đây phải là cái con Claude đâu. Con gì Claude? Quỳnh ngáo à? Con Claude? Chuyển thuốc à? Về thuốc tỉnh lợn quần. Hồi bé tôi có cái mặt nạ giống gái thằng Minh đang đeo đấy. Con đủ. Đi lừa trẻ con hay vẽ nổi. Ừ, hồi xưa cái đấy có còn cả cái dây gì để bơm máu vào cơ à. Đúng rồi đấy, có cái cục máu để ở túi này, bóp nó phọt lên mặt đấy, hay thế rồi. Vâng. Ui, chú này rộng phết. Đấu trường mẹ luôn. Cái dìu à, bớt sách có đầy con boss không nhỉ? Hả? Không biết là cái dìu này có đầy con boss không ấy? Đầy con boss thôi rồi. Đôi cái đầu. Mình vừa vài cái này là đầu cũng mồm nữa.
biết em rồi. Cô gái đủ cửa này không mở luôn. Có gì ở đập bình của đi. Một màn thiêu đốt quá ấn tượng. Map đã từng nóng rồi còn thiêu với thở đốt. Lửa không bén vào áo của nó nhỉ? Đúng rồi. Cái lửa ấy tôi thấy toàn che khuất sai đồng đội thôi. Đi chân cầu luôn. Ở đâu ấy? Vãi đủ. Vãi chân cầu luôn ạ. Vẫn lệ bố trí. Tôi vào chùa đấy. Vãi ở chùa. Ủa cái hang chùa. Ở đây có cái hang động kinh khủng không mày? Ở đây có cái hang động rất là kinh khủng. Ủa vãi nồi, cầm hút thuốc cho mày không ạ? Vãi có cái thịt phun thuốc luôn. Vãi lũ. Chắc quỷ kia là hay trần thuốc như thế này à? Vãi lũ, tôi xịt khói có tính phun thuốc không? Xịt lượng. Vâng, cái map này tôi chưa hình dung và cấu trúc như nào nữa. Đường nó cứ kiểu gì ấy. Bạn đâu đâu thứ thỏ này. Bạn thấy con trên đường này cũng đủ nổi. Có bãi không có cút? Có bãi. Có bảng, có biển no smoking thật. Bãi lủ. Hay đấy. Bãi nào thằng Minh biết đảo ạ, bãi nào hỏi kinh nữa rồi. Có quá, ông Minh học chữ ở lúc nào ấy. Anh bất ngờ này. Cho mày đánh boss được không nhỉ? Được đấy. Có đường. Rơi về 3 đường rồi. 3 đường gì? Rơi bên kia xuống kìa vẫn rồi. Có 2 đường kìa, ông không nhìn thấy là lỗ thầu khủng thế này. Nó rơi xuống thế này, một đống thế này. Tôi đánh đi trong ngoài này. Tôi nghĩ là đặt biếng nó hai cái cổng ở ngoài như này. Có hai cái đường ở ngoài từ cổng vào cái gì. Không, nó phải chọn một trong hai đường. Có gì đẹp đấy rồi. Tôi thấy thằng quân thì gần bộ phát nó đuổi. Lùa rồi. Có phát vào đường tôi. Còn nó đập tôi luôn. Đừng nào. Sấy thôi. Chạy
Cường quá. Tính thể. Tính thể. Ồ, dưới cái sông có con mắt kìa. Có mấy con mắt rồi, nó nổi lên. Ok, mới nổi. Đâu? Ông đây, ông ra kia kìa. Ông con đây. Đây là con bên. Đây. Ngáo à, mấy thằng ngáo. Hit for the trader, guys. Ngáo. Nói kia đứng sửa bam. Patch me up for good sake. Give us a few quid, governor. Okay, cash here. Someone grab it. Con gì không biết? Vâng. Được rồi. Vẫn là mình phải ra tay à. Nó chào đây ra tay. Áo phần mới đổi. Just right. Nhanh. Ông vừa phạm sai lầm to lớn rồi. Không có đợi tôi ra cùng. Nửa. Ô vãi cả lũ. Ô vãi cả lũ. Anh với lều. Chắc với cửa đấy nhỉ. Đây anh em đi đường vòng ra đây luôn mà. Hay đấy. Vãi lũ này không có cửa nào nữa. Giờ bảo cửa kêu vậy. Cửa khác phá đi. Tôi đề phòng trường hợp ông Quân lại dở trò này nên là tôi đã nghiên cứu hết đường đi lối lại rồi. Anh mưu hèn kế bẩn. Ủa. Lẹo. Chú sắc là anh đã được thể ạ. Ủa what the fuck. Đang sau chưa thấy quái nhỉ, lâu mấy rồi. Bây giờ tôi càng quậy. Rồi. Là lắm nhanh nè. Tập khó hết rồi. Tôi đang trụ vững trước cái tiếng hét thẳng thiết của nó. Tôi đứng đây cũng không ổn được gì không ai. Hiện giờ mình cứ phải chống đỡ liên tục một. Bên kia thì hơi lái. Cái nồi. Mày nhìn thấy người có đứng thế nào? Sao đấy tôi di chuyển. Cắt đầu mày. Khó hả ấy? Khó này. Khó này. Tôi sẽ kiếm một đường nào đấy nhẹ nhàng nhất có thể tôi được. Can't hit the way. Oh shit, I'm reloading! Can't you see
Bên này có đường vòng mà. Nhanh 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 sang bên kia chặn nốt đường vòng ông ơi. Đâu biết đường vòng đường nào luôn. Chị. Ở đây có một cửa khác rồi. Kệ ơi, nó đi chậm lắm rồi. Nhiều đường không ạ? Ở đây anh còn cửa nữa này, tha hồ luôn. Vãi về, không kịp mua rồi. Không kịp chứ có gì nữa. À vãi nào mình quên mua rồi, vãi nào. Còn nhiều cửa này mà quên không đi mua đồ ạ. Vãi cả nồi. Vãi nó bay từ dưới lên kìa, vãi nồi. Ồ vãi đủ sao nó bay từ cái chỗ lửa lên là sao? Mình chạy rồi. Chết vãi cứt. Thế đạn nói cô tôi tự tử đây. Ờ tự tử đây, để lại súng ở đây. Ông ném lựu đạn là tự tử luôn đấy. Mày đứng đơ rồi này. Hồ giáp luôn. Hỏng rồi. Ờ vãi nổ. Tìm kiếm nhé. Vãi chấp nhận rồi. Tàn nhẫn lắm. Chạy đi mấy người, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi, thế là sao ấy? Tôi chết luôn. Ông Minh ở sau chấp nhận số phận. Nhanh ý. Ông kia biết là chỗ ông Quân rồi. Ha ha ha. Phải liên quan đến tôi. Tội ác nó phải bị trừng trị. Ông Minh làm tội đồ. Bắt đầu thằng Hưng. Tôi không quan tâm. Những kẻ gây ra tội ác không thể nhờn nhơ mãi được. Gì nhỉ? Xung dung cái gì nhỉ? Ông bị nó cua cho loạn cả người lên lại còn dung. 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 Ủa. Ông bị sạch đạn này. Ngon. Tôi đi ăn nốt cái đạn của bạn. Cái nước không ăn. Tôi có cảm giác bên này rất ít quái. Còn một mạng cuối cùng. Ô đạn kia. Đâu đạn đâu. Có lưng nhá. Kết kệ. Quay cho nó đủ mặt thành viên rồi lại cứ đi lẻ. Tôi không muốn đi lẻ đâu, tôi lạc cả. Đạn kìa, đạn kìa, đạn kìa. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đâu đạn đâu. Sống rồi. Sống rồi. Một bát là đủ. Chết cú hết rồi. Ôi quái cứt, tôi xong rồi. Break team. Mày về chỗ này cũng khá thoáng, có thể kịp hồi máu.
chân đấy. Ông ngồi cái gì đấy? Con, đủ kịp con thôi đủ rồi. Trong này có chết đồ á? Còn khoa tiết kiệm được tiền quên chưa? Ngon nhất từ giữa ông con thử tiết kiệm tiền thì quên nữa đấy. Đấy, cậu tội ác phải được bị trừng trị đấy. Đấy nhờ nhờ nhanh ủa mày còn điên rồi đấy. Tôi thực hiện phi vụ ấy rồi. Mình lại cứ biết là chó gì thì mà làm. Mình không biết đồ rồi. Hưng thì có bao giờ có việc thì có vãi rồi. Ô giáp. Ô giáp nó nhắn thôi. Vợ, con, vãi lù. Tao ấy rồi. Cái gì? Vãi ẩn nhầm nút ạ, vãi nồi. Ẩn nhầm nút rồi. Ôi, tú đổi sao? Đang đi mua mà sao lại cầm khổ khối thế kia? Tôi thích mua rồi. Tôi thích mua là để dọn quái rồi. Em cá non, ngon. Ủa trời đông hết. Lát nữa ra để ăn cầu kia mà đứng nhỉ. Thằng xưa ấy chắc là cái thằng boss chắc chắn chỉ có một đường ở nào thôi. Chơi một trận quyết định luôn. Như đánh cược. Kiểu đặt cọc luôn. Đặt hết bom đây này. Vào cái đền đi, vào cái đền chúng ta đi. Cây hứa hoành vãi. Cho phát gắt bình gan thì chết cả tim. Đấy, cái chỗ kia mà mình đứng bốn thẳng đấy rồi. Nó cho vào tên lửa phát là tim gắt cái gì rồi. Vấn đề không? Thế là sao? Nhập giữa đội tình. Quá vậy à? Ủa, bốn hướng thật. Đúng máu kinh mất rồi. Cái vịt rồi. Làm cái biểu tượng con vịt hợp lý vậy nổi. Đây, vịt ở trong này. Cái này rút dần. Phụ Ủa mãi cứt. Đừng có làm thế chứ. Chốt ở trong đấy là chết định luôn ấy. Đang ngon, mình chết rồi. Thế nào ấy. Đừng cho mấy. Đi xuống chiếm thành rồi, phải đi xuống thôi. Quái, tôi nó dí gì kìa. Ngon. Sao nó dí nhanh nhỉ? Cứu tôi. Chết đâu. À ngon, nó bị ngáo rồi. Ô vãi. Ô vãi thôi thằng kia ngáo rồi, ô Siren nó thổi cho phêu mồm thôi. Như thế mình kệ nó.
dễ nhỉ. Đi bên kia ơi. Vai cả lù. Quỳ. Rồi. Là đến lúc mà triệu hồi. Triệu hồi hơi thở dòng. Là đến lúc triệu hồi hơi thở dòng. Tiến lên. Đâu có cửa này. Lều có 5% rồi mà, lỡ ra đây này. Có 5% rồi, nó chạy rồi. Có 5% không đi đường vòng ạ, vãi cứt. Nó quay lại, tôi sẽ khoan thêm. Rồi, tôi mở nhanh lại. Vãi đủ cái cửa này nó. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cửa này cũng bị khoan mẹ rồi. Đây, có mỗi đường này thôi. Vâng, anh đi một đường rất xa. Chạy qua. Oh. Rồi đi, rồi đi. Chơi luôn đi. Hơi thở rộng, hơi thở rộng, hơi thở rộng. May, ôi, may. Cháy đen vui. Chết luôn. Vâng, tuyệt vời ông mặt trời. Ông Vân tự nhốt mình lại trong đấy. Vãi nổ, tôi nghĩ là phải có người đi cùng để giết vãi nổ. Là gì cũng không. Tôi để gì đọc tại nha. Tôi đang bị rất nhiều con, nó đuổi. Cửa này. Úi dồi, chạy 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 chạy. Tú đâu nhỉ? Đây rồi, Tú đây rồi. Sao rồi, sẽ đi theo bên nhiều người như. Bên này không có con nào cả. Chết tất nha. Số 1 pha bắn hơi thở rồng tinh xác và tinh lịch. Xuống đi ông, xuống đi. Xuống đi làm gì. Ôi sợ có cửa đây này. Hai con cửa hai đầu này. Ngon, cảm ơn sức mặt. Đây gọi đấy là cái giá của tội ác. Mở cái mồm cuối của nó ra. Ngày rồi em bật nhạc, việc chết là không thể. Ôi giời, ông Quân kìa, ôi giời ơi. Ta nhìn thảm kìa. Ôi giời, thảm hại thế. Đi đêm lắm một đàn cưa này. Đi đêm lắm có ngày này. Tập. Cái đi đêm lắm kìa cưa rồi. Kiếm giáp anh, nhỏ. Cái giáp của tụi khác. Ôi là một đống ngô phát này. Ủa, độc thế. Điều đạn để làm gì? Đây, điều đạn bốc lửa đây. Quá là mình bị nổ. Thôi mà là người may có thể tuyệt vời á. Chả thấy ai luôn. Chết rồi. Sao? Xít. Thôi mà người quay thì mất điện năng nha. Ông yếu quá. Quân nó quá nhiều cửa vậy. Ưm chạy trong kia cánh cửa quá. Không chạy được rồi mày chạy được lại. Cái chạy cửa khác. Háo vãi lủ. Tự bóp giá ở tim. Bóp giá tim kia cái té đâu. Đừng quá. Vãi rồi. Good. Hay. Cái giá của tụi ác luôn. Đây rồi, chạy đường này. Có điên đấy không ơi.
Ra cửa đi, khoan cùng tôi. Khoan cùng tôi cửa này. Tôi đang bị dính xít. Ôi, hưng thổi máu rồi phát. Tôi có chạy đi mình ơi. Thành niên tôi phải đi khoan cửa. Đuổi bên này không biết bên kia nhiều thằng đuổi. Ôi à. Tôi nghĩ là tôi phải thêm một lúc nữa tôi mới chết được. Tôi không thể chết được. Tôi nghĩ là phải một lúc khá lâu nữa tôi mới có thể chết tiếp. Đấy hả, quan cái cửa 95% trong hoàn cảnh rất là khắc nghiệt. Thằng điếc kìa. Chúng giết nó luôn. Thôi, tôi đi. Cái nồi. Tao ngán mày đấy. Nhìn ra không sợ à? Tôi đang xem ông biểu diễn. Ngon. Cái gì? Tôi đang bị cầm đuổi trả giá lần trước là tôi vô tội. Tất cả team đứng tôi đã giúp ông rất nhiều nhưng mà cuối cùng nó vẫn giết ông, không phải tại tôi. Tôi nói rất là nhiều nhưng mà cuối cùng là ông ấy chịu tội. Tôi nghĩ ông ấy có thể xử lý được nên là tôi cũng không can thiệp. Số trời đã quyết, không nên cãi. Quả hơi ngáo á, để đánh với nó. Tôi có cái diều. Giữ lại cái diều đằng quân một lúc cuối. Tôi phải tìm cách để lấy lại cái diều của mình. Đợi nào. Thôi tôi không kịp mua bom rồi. Hãy lù. Quay lại đi, đường này có điên đấy. Dạ, yeah, đường này có cưa đấy. Đây, đi ở đây. Mình đi ra cho mình rồi. Ui rồi. Tôi không mua được bom phán này rồi. Đằng sau kìa, chạy đi. Ui rồi, vãi lù. Phán này không mua được bom rồi, nát rồi. Không quét được quả. Ui vãi lù. Phát cái gì có 4-5 tá rồi. Mã tôi bị té rồi. Mã thằng điên đuổi tôi rồi. Thế tôi rất tiếc. Đây rồi, ngon. Ủa, ông Hưng nó hét thôi kìa. Ủa, ông Hưng nó hét thôi kìa. Xoẹt. Kìa, trên đông ạ. Có phải tách rồi. Lên đây rộng hơn. Tôi tìm một đường này, tôi đi mái con. Cùng người thằng kia. Vãi. Một phần một một phải xét. Đúng rồi, đập cái phòng phát. Một hút. Đông mày lại. Nó hút phát nữa, là quân chớ luôn này. May mà Tú nó không
đây là cái giá trị ấy. Như bên này không có ai sao nhỉ? Tách nhau ra hết thế này. Tôi thấy ông Hưng rồi, ông Hưng đang ở Tòa Thành đúng không này? Đang ở Tòa Thành. Chiến thuật đấy, để cho bọn nó không biết đuổi ai. Sao? Đi lên xuống. Thôi tôi nghỉ đây. Sao mày bị ngã sớm ạ? Ui, liệu ông Hưng nó bị lùa? Hưng cổ. Sao lưng Hưng là một con cưa, ủ vãi đủ, Hưng ở này khó mà qua được kiếp nạn rồi. Ôi tôi xong. Thằng một luôn. Sao sao có điên kìa mấy rồi ông Quân? Kiểu ngã không? Để ngã cầm, cầm cái bộ mày. Mới chết cầm điên một cưa thôi. Rồi thế này kìa. Vâng. Đập phát vỡ cửa này. Áo này. Vâng, nó lại đập cửa. Không có mua gì đâu. Có người ra dưới đông ấy. Sau lưng, quái lù, nó tồn từ bên kia sang, chạy đi. Vãi cả lù lỡ nhịp bạo, vãi cứt. Thì quái nào người ăn được tốt lại bị chết trước là sao? Ôi trời. Cút ngay. Cút. Ôi. Giết mày ra rồi, hồi máu. Ôi dồi, một đống nhện đằng sau kìa. Bỏ đi. Không thấm với mấy. Thôi được bao nhiêu kìa. Ôi dồi, giờ bị con bắn nó bắn trúng chắc cũng đi. Đi phải vòng nó phun máu rồi. Phải đánh từng thẳng luôn. Hết con nguy hiểm rồi. Còn bà con lâu vâu. Ngồi bắn luôn. Con này bắt tay. Vãi à? Đi lên tư thế. Ok, sau lưng nữa. Cháy đi. Gà cá FC luôn. Gà. Gà nướng. Ôi à. Tôi tiêu tối. Tôi chết ở bên kia mà. Phải đấy không? Minh à? Của tôi đấy. Minh. Của tôi đấy. Ở rồi Minh. Đấy tôi chả ông ấy. Lấy đi. Cầm hai dìu hai tay mà pha thôi. Bắn tôi. Bắn tôi. Đang làm đúng không ấy? Tôi rồi nhau mày. Quẩy máu đi. Sao kể? Chưa sao? Vẫn rồi. Kể cái gì rồi? Đập nước con béo đi. Kẻ gây ra tội ác nhưng mà vẫn sống sót được cuối cùng. Ui dồi ôi, cháy đi tiếp. Tiếp tục bỏ món gà KFC. Ui dồi. Ra vào đập chết con đấy luôn đi, con cưa nó cũng làm gì đâu. Rồi nó bắn. Thôi xử con cưa đi. Nó bắn xuyên con người con cưa này. Ua, nó bắn được một phát luôn. Một phát trực diện rồi. Rồi. Nhưng bây giờ thôi. Cái đầu bay đầu
Ủa vãi, ngay còn chết đồ này, tiện vãi. Ngon, thằng quân chạy tụt cả dãi luôn. Ôi thôi, tôi thành đi trọng thế này. Fuck. Thằng đút đi mà. Ôi vãi, đường thẳng quá, chạy tí là đến á. Ở đây thì... Ngon. Tôi sẽ ở trong này luôn, cũng không ra đâu. Trong này an toàn. Nếu người trong đấy đi được gì thì được ra. Má ông Tú cầm gì kiểu gì kia? Ờ, cầm cái đồ đi. Đi tế tế tế. Đúng rồi, lúc đi chậm mà bị thế đấy. Lúc đi chậm mà bị thế. Nhúc rồi này. Đi đi ông này, tôi đi đây. Đi đây, tôi nhá. Vâng, Điên. Có Điên đằng này rồi. Ôi dồi ôi dồi. Nó đuổi tôi, cứu mình tôi, kinh nhé. Tao mới đồng anh với ở Thiên Lân, tao mới cười lại. Ở đây đông quay cứt, tôi sắp chết rồi. Tôi chạy ra cái chỗ lúc đầu rồi. Chỗ lúc ấy quân bắn bọn kia ấy. Chắc quân đã chết rồi. Đây, cái con giết tôi đang đuổi ở ngưng đấy. Ủa, quái cứt, nó bắn thốn vã. Mũi thế nổ. Bảo con tiền dân theo tôi. Tôi thấy con điên rồi. Tôi thấy con điên rồi. Ở đây cũng vậy. Còn nó tí đen đi. Rồi. Tôi bị con đấy đuổi. Sao không đi cùng tôi, lại đi đâu không biết. Thế là phải em đi tách ra. Được.
được thôi. Điên ở trên kia xuống mạng phải nổi. Ở đấy không có điên được cái đâu. Điên hết cái đứa còn lại à? Đấy đâu rồi? Vẫn cửa đây. Vẫn cứ Thank you.
có giáp ngon luôn. Rồi. Bán cửa với đổi. Chết được không? Chết rồi. Bắt đầu rồi. Bay dầu rồi. Công Minh ngáo bén rồi. Lại để lại phần của mình để cho người khác bắn. Và cái đầu của nó giống vách luôn. Tôi đang nhìn được xuyên đầu của nó. Con đầu của Hưng nó giống vách luôn. Giống lốc luôn. Mình gói lùi. Điên kìa, thôi đi thôi. Hai điên. Mình ở thế mạng rồi không ạ? Cuối chồng. Rip. Ui ôi, ui ôi, lập. Ôi chồng ấy, chồng ấy. Cầm mà em chết. Hai con đi bên mạng đấy rồi. Hai trăm con. Bắn cho một con ở điên trước, rồi đập chết luôn.
Cô bắn rồi. Nó điên rồi, nó điên rồi. Hai con cùng điên luôn. Mỗi thằng xử một con vậy. Ờ. Khả thi vẻ nhất rồi. Còn một con à? Đây à? Xuống đây đi. Bắn rồi, chạy vào. Mày nó bị auto mở đấy. Có bãi. Dùng lục được không? Reloading, cover me. Hả? Dùng lục rồi. Đi ra xa xa dùng lục đấy. Way up, reloading. Thường ngày ngay sau đi tổ luôn. Thủ đang hết mấy con thủ. Vãi nổ hết. Mình tú lại lại với 64 con. Mới giết được có 2 con điên thì phải. Còn có điên nào không? Không biết. Lúc đầu thì bây giờ thì không. Sau này vãi. Cái máy của tôi điện sao nhìn cũng mờ mờ ấy nhỉ. Ai chết là thế. Để chết em. Với tôi như thế mà. Mới lúc sau hết mơ mơ sáng sáng.
Thầy điên rồi. Chắc là hai con cuối cùng của map rồi. Mờ vãi nồi. Máy cũng mờ mờ. Chắc do cái map này nó tối. Không phải ở đây là nó bị đèn, nó đang bị làm sao ấy. Ờ hết rồi, hết rồi, hết rồi. Vâng, cảm chết mình. Điên rồi, một con. Nó ngáo rồi. Nó ăn chảy mông. Nó vẫn đang tao đến với khung hàng. Quách tôi không được rồi. Ủa quái đủ hai con điên luôn. Ui xong. Quái đổi ca. Con kia nó lại hết điên, đứng nước vẫy nồi. Quái đủ. Còn nhện còn lưng nữa.